quá trẻ thì không thể hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được. Hơn nữa, có thể là điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải là ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn. Còn chàng thanh niên này, ước mơ của... Họ giọt lệ buồn sớm thương thân năm giờ đây, bàng hoàng vẫn vững ở đôi bàn tay. Người vội bước đi quên bao lòng say, giờ bằng lòng chỉ nơi chốn đây. Đó có những lúc anh chẳng thể tin, ngày mình mất nhau anh bước bên người. Anh ấm giờ là điều thoáng có anh ấm mà trong. Tình mình giờ đưa anh thấy khi đã dần trôi, ngày người bước đi anh có cần tôi. Đời này đớn đau xin một lần thôi, giờ về bên kia chung sống đi. Chẳng thể biết trước được chuyện ngày mai, giờ để trái tim em đỡ khép lại. Bước đi anh, để khi ước kia trôi theo thời gian. Bạn bè thân vậy thân nữa, đến lúc thì cũng thằng nào thằng đấy lo ấy chị. Cơm thằng nào thằng đấy ăn, quần áo thằng nào thằng đấy mặc. Bây giờ bạn của mày nó có nuôi vợ con mày không? Mày có nuôi bố mẹ nó không? Thằng nào ok chơi mà không ok thì thôi, cần mẹ thì tầm này. Tầm này chỉ cần một, tiền, hai sức khỏe, ba gia đình, hết.